Chiều 24 tháng 5, Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự chỉ đạo và trực tiếp triển khai hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan đơn vị, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ và các trường học trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai kế hoạch số 78 của Huyện ủy Lang Chánh về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn mới. Quy định số 03 của Huyện ủy Lang Chánh về công tác quy hoạch cán bộ, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của huyện. Hướng dẫn số 10 của Huyện ủy Lang Chánh về quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá, việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ đã làm tiền đề cho công tác đào tạo, bố trí, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ thời gian qua cơ bản ổn định, giữ được tinh thần đoàn kết thống nhất. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cũng khẳng định, quy định 50 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả công tác quy hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020, có bổ sung một số điểm mới để khắc phục một số hạn chế bất cập của công tác quy hoạch cán bộ. Đây sẽ là căn cứ, cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ này và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ mới 2025-2030. Đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng nên các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc thật trách nhiệm và xem đây là công việc thường xuyên hàng năm phải rà soát lại để công tác quy hoạch đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. Trong đó, đồng chí cũng lưu ý, quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng quy trình, quy định, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra công tác thực hiện của cấp dưới, tuyệt đối không được làm thiếu, làm tắt, làm sai quy trình. Cùng với đó, việc thực hiện quy hoạch phải đảm bảo tính khoa học, hợp lý, tính khả thi cao, tránh việc hình thức, cục bộ, thiếu khách quan, thiếu công tâm.